6 tháng đầu năm 15% so với cái tốc độ tăng chung là 10%. Thứ hai nữa là chuyển dịch mạnh cái cơ cấu tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Và theo thống kê của chúng tôi hiện nay thì khoảng 95% tín dụng là dành cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, còn lại khoảng 5% là cho bất động sản và cho vay trong lĩnh vực chứng khoán. Thì có thể nói là đang chuyển dịch rất là mạnh mẽ vào những cái khu vực trực tiếp sản xuất ra hàng hóa dịch vụ. Thế rồi chuyển dịch cơ cấu theo hướng là tăng mạnh cái khu vực doanh nghiệp tư nhân. Thì chúng tôi cũng rà soát lại các tập đoàn tổng công ty nhà nước để điều chỉnh lại trên cơ sở làm việc lại với các tập đoàn tổng công ty này về chiến lược kế hoạch kinh doanh để mà điều chỉnh lại các hạn mức tín dụng và dành cái room tín dụng nhiều hơn cho khu vực kinh tế tư nhân để thúc đẩy cái tăng trưởng khu vực này. Và hiện nay thì khoảng 90% cái dư nợ tín dụng của Vietinbank là dành cho khu vực kinh tế tư nhân, bao gồm cả các cái doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa. Thế và một vấn đề nữa là chúng tôi cũng dành rất nhiều những cái nguồn vốn và các chương trình tín dụng ưu đãi để thúc đẩy mạnh cái khu vực các cái doanh nghiệp và nông dân trong khu vực nông nghiệp, nông thôn, và đặc biệt là ưu tiên vốn cho những cái dự án của các doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp về với khu vực nông thôn và sản xuất nông nghiệp. Đấy. Và đặc biệt là những dự án mà sản xuất nông nghiệp hay là chế biến sản phẩm nông nghiệp với ứng dụng công nghệ cao, hay là những cái dự án sản xuất nông nghiệp mà có sản xuất hàng hóa. Và chúng tôi cũng cùng với cũng báo cáo cái này với ngân hàng nhà nước và cũng đưa ra rất nhiều cái mô hình để mà cải thiện được cái chất lượng tín dụng trong nông nghiệp nông thôn trên cơ sở ứng dụng rộng rãi cái mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với các cái hộ nông dân và với ngân hàng.